dạ anh Linh Tâm á là ông anh gọi là đại ca của Kim Tiểu Long quá là tuyệt vời, không nói thì thôi, cỡ nào cũng đến với Kim Tiểu Long. Cho nên ngày hôm nay em lấy vía của anh để em đi được triệu view, anh cho em một vài ý kiến. Anh thì không biết nói sao nhưng mà em mời là anh tới à. Cho dù bất cứ cái việc gì anh cũng phải tới ha. Mà em là không. Được, anh cũng đứng lắm. Xin lỗi, đáng lý một cái sự kiện trọng đại như vậy đó nên tự mặc áo vết để chặt chém với Kim Tiểu Long, nhưng mà nóng quá chịu không nổi. Bà con thông cảm dùm, anh cũng chúc em ra mắt MV này thiệt là thành công. Và anh chắc chắn một điều, thành công là cái chắc. Bởi vì lạ lùng lắm không? Dạ xin cảm ơn nghệ sĩ Linh Tâm rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Không vẫn hết nhưng mà vẫn vẫn có như là anh Kim Tiểu Long vậy đó. Như là có hẹn với nhau hả? Nào cùng chụp một hình nhé. Cho con biết đời can ly hôn đi cho anh Tâm, anh cầm cho tôi. Chữ cho tôi kỳ. Chia sẻ đi đó, nếu mà anh nghĩ thì thôi để em cầm này cho nó hợp hơn đúng không? Đi. Rồi anh dễ thương của em đây, mời ca sĩ Lê Chi. Đây là anh Long ơi. Ca sĩ Lê Chi đã trong cái MV của góc mặt một phần nho nhỏ vừa make up cho Kim Tiểu Long. Có em bình ngọc, hai bình ngọc đó nè. Chúng ta quý vị, để cái MV rất là đẹp nè. Với cái mắt MV thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của nghệ sĩ Bình Mọc và cũng có sự xuất hiện của chị Trần Hương Nguyễn và cái chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Rồi xin mời nhà tài trợ Trần Hương Nguyễn ở Mỹ. Quý vị thấy em đeo đây nè, hôm nay em đeo quá trời luôn nè, quý vị thấy không đó, đây tay của em cũng cầm Hương Nguyễn, quý vị lại đây nghe là mùi thơm bát ngát nha. Hả? Bình cầm lên, bình cho anh cái nữa, đưa qua đây cơ. Đó. Hôm nay là của đạo diễn vô luôn đi cơ. Vô đây, trời ơi. Hào, Lữ Kiến Hào. Rồi, quý vị ơi, Lữ Kiến Hào đạo diễn có này ha. Bây giờ là chụp hình cái đi. Ok. Rồi cho tôi nói về một chút xíu về em gái Trần Hương Nguyễn. Trần Hương Nguyễn với Long là hai anh em là ở Cali á, cho nên là có một cái tiệm Trầm Hương, cho nên là Long là vừa là khách hàng và vừa cũng là mối luôn, coi như là quay phim hay bất cứ một cái gì là toàn là trên người của Long, từ nay sắp tới là toàn là đeo Trầm Hương không à. Cho nên là ai mà đi gần Long có mùi thơm giống như hàm hương vậy đó. Cho nên quý vị cũng đừng có thắc mắc nha, thơm hay không là do Trầm Hương nè. Rồi Trầm Hương phát biểu cho anh vài lời nha. Thì nơi đó cũng có trưng bày trà của anh Kim Tiểu Long và cũng có rất nhiều người tới mua và nói là ồ cái trà này uống đó là chị uống là cũng rất là ngon luôn á. Dạ, và cái đó là những cái lời chia sẻ của khách hàng và khi đến công ty Trầm Hương Nguyễn thì cũng có trưng bày những cái sản phẩm mà trà của đồng chí Kim Tiểu Long nha. Cảm ơn đại gia đình của Trầm Hương Nguyễn, cảm ơn em gái đó, năm chị em gái luôn đúng không? Rồi, bốn đứa à trời, sẽ rặn thêm đứa ngủ lòng công chúa rồi. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Hy vọng rằng bộ phim ca nhạc Ra Mắt Ly Hôn này nè, mình sẽ thành công hơn nữa. Để thành công hơn nữa, lần sau Long sẽ làm, thực hiện tiếp tục. Như thực hiện tiếp tục thì không quên là sẽ có những nhà tài trợ giống như em gái, cả gia đình Trầm Hương Nguyễn nha. Cảm ơn anh. Rồi. Nhìn mấy cái đây mà,
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi và xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và bây giờ xin mời quý vị khách mời chúng ta cùng tiếp tục tiến về khu vực sân khấu. Vào đi. Mấy anh em ca sĩ nghệ sĩ mình tiến lên đây mình chụp hình cho rồi nha. Còn bây giờ trên thảm đỏ của chúng ta thì chúng ta đang thấy ca sĩ Hà Dũng, nghệ sĩ hài Tấn Bin cùng với ca sĩ Trương Vinh, Amada. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là Nam Đế điện ảnh Hà Dũng cũng đã có mặt. Mình có nói câu nào chúc mừng MV ly hôn thành công không, chịu yêu không? Dạ, bây giờ xin mời các chị, anh Bình Mập quay lại, anh Bình Mập, dạ. Dạ. Anh Dân ơi, lên Dân, hai anh em mình lên luôn, dạ. Alo. Không biết nói gì hơn, ơi chúc bạn già MV Điện A được thành công tốt đẹp. Hơn 1 triệu view mới được ngay. Dạ, rồi bây giờ. Hơn 1 triệu view nha mấy bạn. Dạ. Đứng quá rồi. Chết rồi. Bây giờ thì mình gặp thay mặt anh em nghệ sĩ ở hôm nay cái buổi ra mắt phiên ca nhạc của anh Kim Tiểu thì chúc mừng cho anh Kim Tiểu cái MV này được triệu view và chúc mừng cho anh được thành công đại thành công. Em xin kết thúc video nha cô chú anh chị. Thì tối đêm nay thì 19 giờ sẽ có sự hát của Lenny Home của anh Kim Long ha. Thôi xin kết lại video một chú anh chị hồi hộp tay nha. Bye bye, tạm biệt cô chú anh chị nha.